Đấy, cái bùa tủ lạnh sát này mình đã kiểm tra kỹ rồi, điện có đầy đủ nhưng mà nó lóc không chạy. Để thay hút IC này ra. Đấy. IC mình sẽ thay IC. Dòng bùa này thì điện áp đầy đủ, IC còn tất cả còn thì ta cứ cắm lốc, cắm máy nén vào là nó chạy thôi. Chứ không cần phải xuyên xô hay cọt cái gì, nó rất dễ chịu thôi. Bùa này thì anh em thợ có thể là mà cố thì dùng để test cho các cái lốc khác của các tủ cũng được. Đây, mình sẽ thay này rồi. Đấy, cái dòng tủ lạnh sáp này mà cái bùa dài này nha, anh em thợ để ý là mình không cần phải là câu xin xô hay là cọt hay là công tắc gì đó, chỉ cần cắm nguồn vào đây thôi và cắm lốc vào đây, cắm máy nén này hoặc là với bạn giả với bóng đèn, sáu bóng đèn vậy đó, nó này led á thì nó sẽ chạy, nó sẽ sáng, mất pha không thì mình biết. Tại mình nhận cái bùa này là nó mấy bạn thợ nó nói là
nó không chạy mấy nét. Thì mình kiểm tra điện áp đây đầy đủ, có hết điện áp là đầy đủ luôn, nhưng mà máy nén này không chạy. Mình thay DC này, DC này thì nó cũng rất rẻ mà rất dễ tìm kiếm thôi. À, mình đã thay thì nó là chạy rồi. Chạy khi chạy á thì ta không có cần phải, ta chỉ cắm điện thôi, cắm dây lóc vậy thôi. Cái đời mua này nó dễ chịu vậy đó, không cần phải giả xin xô cái gì đó nữa, nhưng cắm là nó chạy thôi. Khi là khi xử lý này còn tốt này, dao động có này, nguồn có này ha, là nó phải chạy. Bo này thì ta có thể ta dùng để tiết có tất cả các loại lốc là bình thường, chứ không phải là rườm rà phải độ xung độ sinh xô gì đó nữa. Đây, đây mình sẽ cắm như các bạn thấy nha. Đây, đó, cắm vô góc chạy này thấy không? Anh em để ý là cái dòng này là mình có đem vô và mình thử, mình đo, mình kiểm tra, mình test thì mình cũng chẳng cần phải là của những cái đấu những cái liên kết của trên cái tủ lạnh sáp là sinh xô cọt không cần, vì bởi đời này nó rất dễ chịu, dễ chịu nên ta không có cần là phải là, ta chỉ cần là biết nó hư hỏng cái gì ta làm đó thôi, chứ khi mà ta test ta không có cần phải là lên những cái sensor giống như Samsung hay là LG đó.